Thưa quý vị, những ngày vừa qua sau nhiều trận mưa lớn kéo dài tại thủ đô Hà Nội thì ghi nhận nhiều khu vực bị ngập sâu ở trong nước. Và cảnh ngập lụt thì không chỉ diễn ra ở nội thành mà còn lan rộng ra ở khu vực ngoại thành nữa. Và cụ thể là sau gần một tuần trôi qua thì nhiều địa phương của thành phố Hà Nội vẫn đang trong tình trạng bị ngập nước và việc đi lại của người dân là cực kỳ khó khăn. Vâng ạ, một số nơi nước sông lên cao do mưa nhiều và cộng với việc thủy điện mở cửa xả đã làm tình trạng ngập lụt trở nên trầm trọng hơn và có những thôn xóm bị cô lập trong nhiều ngày. Theo đó, trong sáng nay, những người qua lại khu vực km 6 đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội đang phải chịu cảnh ngập lụt kéo dài tới ngày thứ 5. Nhà xưởng chìm trong biển nước, phương tiện chết máy hàng loạt khi cố lưu thông. Theo người dân sinh sống gần đấy, quãng ngập này đã kéo dài 5 ngày nay và tuy nhiên thì nước rút rất chậm. Còn tại xóm Bến Vôi thuộc xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, nước sông Tích Giang lên cao do mưa nhiều và thủy điện mở cửa xả đã làm cô lập hoàn toàn khu xóm này. Được biết, nước dâng cao từ một tuần nay. Con đường chính dẫn vào xóm Bến Vôi và đồng ruộng chìm nghỉm trong biển nước. Nước dâng lên đỉnh điểm vào ngày 26 tháng 7, nhiều ngôi nhà ngập đến nóc. Ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, một số điểm trên đoạn đê dài khoảng 1 km nối huyện Quốc Oai và Lương Sơn, Hòa Bình cũng bị nước tràn qua, uy hiếp hơn 400 ha cánh đồng, khu dân cư trang trại của xã Đông Yên và một phần xã Hòa Thạch. Trước nguy cơ vỡ đê, UBND xã Đông Yên đã phát loa thông báo kêu gọi người dân cùng đến đê Đồng Lọc để gia cố. Cho đến 7 giờ sáng nay, gần 100 người dân đã có mặt dùng xẻng xúc đất và bao tải, xếp thành chồng trên mặt đê để ngăn nước. Tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, tình hình ngập lụt cũng trở nên nghiêm trọng. Hàng trăm hộ dân tại các thôn Nhân Lý, Nam Hải, Hạch Bô bị cô lập và phải di chuyển bằng thuyền. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì cho biết trong những ngày cuối tháng 7 thì miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Và người dân ở những khu vực này đang đứng trước nỗi lo tình trạng ngập lụt sẽ càng trầm trọng hơn nữa. Thưa quý vị, sự việc hơn 60 chiếc xe máy bị nhấn chìm trong tầng hầm của một chung cư mini tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội sau trận mưa kéo dài tối ngày 23 tháng 7 đang được rất nhiều người quan tâm. Vâng, trong đó thì nhiều người thắc mắc rằng sau sự việc này thì các chủ phương tiện có được bồi thường thiệt hại hay không? Và ai sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các chủ xe bị ngập này? Về sự việc nêu trên, theo các luật sư hiện nay, các tòa nhà chung cư đều thuê một đơn vị có chức năng vận hành quản lý, khai thác nhà chung cư cùng ban quản trị tòa nhà. Trong đó đơn vị này có chức năng bảo quản, giữ gìn phương tiện giao thông cho các chủ sở hữu và chủ xe phải thanh toán chi phí dịch vụ cho các đơn vị này. Để làm rõ về trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì cần làm rõ những chủ xe có hợp đồng gửi giữ xe máy với đơn vị trông giữ quản lý tài sản hay không. Trường hợp mà không có hợp đồng, chủ phương tiện phải tự chịu trách nhiệm về các thiệt hại đối với phương tiện. Còn trường hợp có hợp đồng thì xem khi xảy ra sự việc mưa lớn, đơn vị trông giữ đã làm gì để khắc phục hậu quả. Trường hợp bên giữ tài sản làm mất, hư hỏng tài sản, giữ, gửi xe, căn cứ theo Bộ Luật Dân sự 2015, chủ xe có quyền yêu cầu bên trông xe phải bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp bất khả kháng. Như vậy là những đơn vị trông giữ xe có trách nhiệm phải bồi thường cho các chủ sở hữu phương tiện nếu việc xe bị ngập không thuộc trường hợp bất khả kháng. Thưa quý vị, xây tường, đắp bao cát trước và sau nhà là cách mà người dân thành phố Sơn La đang phải cấp tập chuẩn bị để ứng phó với đợt mưa lớn mới và được dự báo sẽ đổ bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La từ chiều tối ngày 28 tháng 7 và kéo dài đến đầu tháng 8 tới. Vâng, và đây cũng là biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ trong bối cảnh người dân nơi đây vừa chịu thiệt hại về người và tài sản trong trận mưa lũ hiếm gặp xảy ra vào đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24 tháng 7. Cơ quan khí tượng dự báo chiều tối 28 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 tới đây, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 200 mm một đợt và có nơi trên 300 mm. Để chủ động phòng chống mưa lũ, các hộ dân trên địa bàn thành phố Sơn La đã triển khai nhiều phương án. Nhiều hộ đã đóng khung, xây tường, đắp bao cát trước và sau nhà nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của gia đình. Phổ biến nhất là chuẩn bị bao cát nhằm linh hoạt ứng phó khi có tình huống xảy ra. Để chống nước lũ tràn vào nhà, nhiều hộ gia đình đã sử dụng những khung thép được bắt vít hoặc hàn trước cửa nhà với đệm cao su chắc chắn bên trong. Sau đó lắp các tấm tôn tạo thành lớp chắn ngăn nước chảy vào nhà hoặc xây tường gạch trước và sau để bảo vệ ngôi nhà khỏi nước lũ tràn vào. Các hộ gia đình đồng loạt triển khai nhiều giải pháp với mong muốn đảm bảo an toàn trước trận mưa lũ sắp tới được dự báo là rất lớn. Thưa quý vị, sau hơn một năm 1,5 năm tu bổ di tích Chùa Cầu hay còn gọi là Lai Viễn Kiều, một biểu tượng của di sản văn hóa thế giới Hội An, tỉnh Quảng Nam đã lộ diện. Đơn vị thi công dự án tu bổ di tích Chùa Cầu đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị khánh thành công trình này, dự kiến vào ngày 2 tháng 8 tới, nhân sự kiện giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 20. Thế nhưng diện mạo mới của Chùa Cầu sau cuộc đại trùng tu thì lại đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong đó thì nhiều người cho rằng việc trùng tu rõ ràng đã làm mất đi một cái vẻ đẹp cổ kính của công trình được coi là biểu tượng của đô thị cổ Hội An và khiến cây cầu lại trở nên lạ lẫm so với trước đây. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cho biết, dự án trùng tu Chùa Cầu được thực hiện theo đúng quy trình, nguyên tắc trùng tu di tích và được các chuyên gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các chuyên gia Nhật Bản giám sát rất là kỹ. Trong quá trình trùng tu, thành phố cũng đã tiếp thu nhiều ý kiến, sau đó thảo luận kỹ rồi mới tiếp tục triển khai. Vì vậy, thời gian hoàn thành trùng tu kéo dài lên đến 1,5 năm, trong khi dự kiến ban đầu chỉ là 1 năm. Ông Sơn cũng nhấn mạnh cần phải đứng trên góc độ chuyên môn để đánh giá công trình, bởi không có công trình nào đại trùng tu mà lại không thay đổi. Quan trọng, yếu tố gốc phải được giữ và đảm bảo công trình có tính lâu bền. Trong khi đó, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện trùng tu khẳng định rằng trùng tu có nguyên tắc của trùng tu và đặc biệt là màu sắc của di tích. Và cũng theo vị giám đốc, màu tường hay là màu ngói hiện nay được dựa theo màu sắc gốc của Chùa Cầu để phục hồi. Và dự án tu bổ di tích Chùa Cầu có tổng mức đầu tư là hơn 20,2 tỷ đồng. Trong đó thì ngân sách của tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 50%, ngân sách của thành phố Hội An bố trí 50%. Dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Hội An làm chủ đầu tư và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An thực hiện. Trung tâm Tư vấn Bảo tồn Di tích, Viện Bảo tồn Di tích là đơn vị tư vấn. Vâng, và theo đó thì việc tu bổ Chùa Cầu tập trung vào 3 nội dung chính, bao gồm tôn tạo cảnh quan chung, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ tu bổ di tích, số hóa di tích phục vụ công tác tu bổ bằng công nghệ 3D, hội thảo và tọa đàm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua đã xảy ra những vụ cháy làm thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó có nguyên nhân do ý thức trong sử dụng điện gây chập, cháy, nổ. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 59 chỉ đạo các cấp, các ngành, trong đó có ngành điện, thực hiện các biện pháp nâng cao an toàn sử dụng điện trong nhân dân. Một tiệm làm tóc tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nơi đây có camera quan sát. Tuy nhiên, dây cấp điện cho camera vừa đi xuyên ra kính, có cạnh sắc, vừa để lòng thòng ngay chỗ đóng mở cửa. Rất dễ bị cửa sắt kẹp lại, gây dập nát vỏ dây, nhiều nguy cơ chạm chập hoặc dò rỉ điện vào khung cửa sắt. Lòn ống dây ha, kèm vô tường ha, tập sát lại ha, cho nó gọn gàng và cho nó lại. Những dây mà đi xuyên qua mấy cạnh sắt nó dễ bị chập chập ha. Dây cháy nổ thì khi mình không phát hiện được rồi nó rò điện rất là nguy hiểm ha. Còn tại tiệm tạp hóa kế bên, dù đã có tình trạng cháy xém ở ổ cắm, tuy nhiên hộ dân vẫn để hàng hóa ngay gần ổ cắm điện. Nhân viên điện lực sau khi kiểm tra đã nhắc nhở kịp thời. Cái đó là bây giờ phải kêu thợ điện lại rồi nó làm lại cho mình mấy cái chỗ đó, lòn dây ống đồ vô hoặc là mối nối rồi đó cho nó an toàn. Không chỉ tại nhà ở riêng lẻ, các đơn vị điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam cũng thực hiện chủ trương đi từng ngõ, gõ từng nhà tại các khu trọ đông người lao động. Tại đây, các đơn vị không chỉ hướng dẫn người thuê trọ mà còn nhắc nhở phối hợp với chủ nhà trọ, loại bỏ các nguy cơ về mất an toàn điện. Khi mà phát hiện thì đơn vị cũng đã có hướng dẫn chủ sở hữu có những cái khu vực mà sạc riêng, dành riêng cho cái xe đạp điện và phải kiểm soát cái việc sạc đó, và khi mà hết sạc hoặc ấy là mình phải ngắt cái nguồn điện ra để đảm bảo an toàn trong cái việc phòng chống cháy nổ. Trong những năm qua, các đơn vị điện lực thường xuyên tổ chức tuyên truyền an toàn điện với nhiều hình thức sinh động, trực tiếp lẫn gián tiếp, qua đó góp phần làm giảm tai nạn điện.